Chào mừng quý nhà đầu tư đến với dự án GS Nhà Bè, nơi những căn nhà thành tác phẩm nghệ thuật sống và không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình. Là một nơi nghỉ dưỡng trở về sau những giờ làm việc cực nhọc. Nơi đây, quý anh chị thực sự có cảm giác tự do, thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên khi quý anh chị bước chân vào ngôi nhà của mình tại GS Nhà Bè. Và hôm nay, một siêu phẩm Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn nhà phố. Căn nhà phố được thiết kế 7 x 17 và phía trước chừa 3m, phía sau chừa 2m. Xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu rưỡi. Chủ đầu tư xây dựng rất kiên cố, chắc chắn và khá đẹp, phải không quý anh chị? Và như mọi người nhìn thấy, đường trước nhà rộng 12m, có vỉa hè trồng cây xanh, trước nhà thoáng mát, tầng trệt. Bước vào là phía trước là sân rộng, có thể làm một bên là tạo một cái tiểu cảnh trồng cây xanh. Và đây là một không gian mặt sau, quý chị có thể làm dùng chỗ giặt phơi, toilet nhỏ nữa. Mình có thể làm mái che ở trên cao mặt sau, hoặc khung lắp mái cao lên để làm một phòng mặt sau, như một số nhà ở đây là đã làm rồi. Thiết kế được ở đây là thiết kế một thang máy ôm theo cầu thang để đi lên tất cả các tầng. Và còn toilet thì mình có thể đặt dưới chân cầu thang hay là phía sau cùng, phía bên tay trái nha quý chị. Thì mình có thể là thiết kế được một phòng bếp hình chữ L rất là xịn sò. Và phía trước cái phòng bếp thì mình có một bàn ăn rộng rãi dành cho khoảng hơn chục người. Rồi và bây giờ cùng với Phước Sửu di chuyển lên lầu 1 nha quý chị. Ở đây khá rộng rãi nha quý chị ạ. Quý chị có thể thiết kế thành 2 phòng ngủ lớn hoặc một phòng ngủ gọi là master bedroom, có toilet gọi là xịn sò nằm bên trong. Trước sau để có ban công nên gió đối lưu không khí rất là mẻ và thoáng đãng hơn rất nhiều căn nhà khác. Trên lầu 2 thì cũng sẽ được 2 phòng ngủ nữa, vậy là mình có tổng cộng là 4 phòng ngủ không quý vị. Và tương tự như tầng dưới thì rất là đẹp và đầy đủ công năng cho một căn nhà với 4 phòng ngủ. Rồi bây giờ mình di chuyển lên tầng trên cao, tầng áp máy đây ạ. Và có thể trở thành một phòng sinh hoạt chung, đọc sách, đếm đàn hay là làm phòng để đón tiếp những cái nơi khách hàng mà mình có thể người ở lại với căn nhà của mình ha. Mình chỉ cần áp la phong gỗ lên cái máy là tạo cho một cái không gian rãi và mát mẻ quý vị ha. Sân thượng sau thì cực kỳ rộng nha, quý vị có thể làm được sân phơi nè, giặt giũ nè, hay là trồng cây xanh nha quý vị.